Nào, các bạn vào làm web thì nhìn lên bảng nhé. Chúng ta sang một phần nữa. Đấy là ba ba bốn ba ba. Cấu trúc là for x nhỉ? Ok. Tức là chúng ta sử dụng cái for x trong JSTL. Các bạn làm đến chỗ này rồi đúng không? Hôm trước chữa lần lượt rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Thì bạn mở cái clip ra. Nào, thế bây giờ chúng ta nhắc lại này, bây giờ chúng ta muốn sử dụng JSTL thì ta làm nào? Chúng ta nhớ là phải khai báo với cái phần như sau. Thứ nhất là bạn vào cái phần cái POM trong XML này, này để khai báo cho thầy thêm một cái dòng nữa là cái dòng này. Để nhắc lại thôi đúng không? Có JSTL này. Ok. Thứ hai nữa là trong cái form chính thì chúng ta sẽ khai báo thêm hai cái dòng này nhé. Ok. Nào thì bây giờ để làm thì ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ vì là chúng ta đang làm cái phần for x cho nên chúng ta sẽ quay về cái phần controller của nó. Bạn mở đây sẽ có một cái phần for x. Đây. Chúng ta sẽ lấy một cái phần for x vào đây. Như vậy ta có này. A cộng request mapping. Ta ghi là for x. Đúng không? Public string. Yeah, for x. Rồi. Chúng ta chuyển đây là model map model. Sau đó phải return cái gọi là JSTL và for x. Rồi. Nhưng mà trước khi return thì chúng ta tạo một cái list đã. List này là list student đúng không? LS bằng new. Ở đây list. Ok. Bây giờ ta tạo ls chấm gì? S là new gì? Student. Ta truyền các tham số vào. Tham số thứ nhất là họ tên. Ví dụ như là Nguyễn Văn An. Rồi. Điểm là 5.6 chẳng hạn. Ok. Ngành là ngành ứng dụng phần mềm. Căn đường C. Căn đường V. 9.2. Trần Văn B. Rồi, tiếp theo ngành web đây. Vũ Văn C. 9.8.5. Ví dụ thế. Cao Văn D. Rồi, 7.2, 7.5 đi. Bậc 4 đi. Ok, sau đó ta chuyện dùng cái là model chấm gì? S attribute. Ở đây chúng ta sẽ ghi là list std tức là student đúng không nhỉ? Và chúng ta truyền cái này là l gì ls. Ok, sau đó ta móc mapping đến cái trang tên là for gì for x
Nhưng mà để mapping được thì chúng ta phải tạo một cái mới vào đây. Trong ZTL này, ta tạo một cái trang mới tên là for x. Ok. Thế thì chúng ta phải tạo một cái tag list, được chưa nhỉ? Phần trăm a cộng tag gì ấy? Tag list nhỉ? Prefix. Chúng ta dùng Spring URI bằng Spring, chúng ta dùng cái gì các bạn? Dùng cái gì đây? Cái tag này kia nhỉ? Rồi phần trăm a cộng tag list prefix là C. Còn những cái này không? URI Spring viết sai rồi. Đây, căn cho dấu cách thì nó ra cái, chúng ta dùng cái này nhé, CORT. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng này. H2 là gì? Truy xuất dữ liệu. Sử dụng ZTL với FOX. Thế ta for x thôi, đúng không? Ra còn nhớ cái cách viết for x không? Ta gì đây, dùng gì đây? UL này. Ok. LI. Đúng không? Thế bây giờ muốn làm cái này ta dùng cái for x vào đây. C 2 chấm for gì? For x. Được chưa nhỉ? Đấy. For x ở đây thì ta sẽ cho cái item LI vào đây. Đúng không? Thế thì for x ở đây ta sẽ có gì đây? Và biến là gì đây? ST là student, đúng không nhỉ? Item. Item là gì? Item chính là cái này đây. Chính là list gì? List student. Đấy. Ok. Thì ta đã có một cái, như vậy ta đọc cái này và ta gì? Ta lấy dữ liệu thôi, đúng không nhỉ? Ta đọc cái này, ta lấy dữ liệu rồi. Thế thì ở đây bạn sẽ dùng cái LI này, chúng ta sẽ dùng cái là gì đây? Thứ nhất là họ gì? Họ tên 2 chấm đô la. S gì? ST chấm gì? Name. Được chưa? Tương tự copy cái này thôi. Ngành. ST nhá. ST này. Chấm gì đây? Ngành thì chấm mark, chấm major. Ok, cuối cùng ta thêm một cái nữa là gì đây? Xếp loại. Yeah. Enter xuống dòng. Bây giờ xếp loại thì ta lại dùng cái cấu trúc gì còn nhớ không? C gì? Chu. Đúng nhỉ? Đấy. Tiếp theo gì nữa? C 2 chấm gì? When. Đúng chưa? Điều kiện test là gì? Test là đô la. ST chấm mark nhỉ? Mà lớn hơn gì? Lớn hơn 5 hay là nhỏ 5? Nhỏ 5. Sao các bạn? Yếu. Copy cái này. Yeah. Lớn hơn 6.5. 6.5. Khá. Lớn hơn 9 là gì? Giỏi đi. Điều kiện cuối cùng là gì các bạn? Nhầm rồi. Là gì? Trung gì? Trung bình. Đúng không? Đấy. Thì đây là chúng ta sẽ hiển thị lên cái này, nó sẽ loop
nó for x qua nhỉ, để nó đọc đi đọc lại nhỉ. Rồi bây giờ ta chạy thử xem như nào. Nhớ là trước khi chạy bạn phải bật cái Apache lên nhé. Gật cái này này. Bật cái localhost gõ, phải gõ này lên này, đúng không? Cái này phải bật lên nhé. Có nghĩa là chúng ta sẽ bật cái SAM lên đấy, bật cái SAM lên. Sau đó chúng ta mới gõ gì? Localhost 2.8080. Bạn đã không dùng SAM thì không nói gì đúng không? Nhưng đây là từ đầu thể làm như thế rồi. GSTL for gì? Rồi for x. Chuẩn. Quay, sao thế nhỉ? Hình như là ta chưa chạy đúng không? Đấy. Rồi. Gõ ở đây. Ấy. Lỗi gì đây? Không mapping à? Name. Property name. Mình viết chứ sai cái tên nào. Ôi đấy, đây, đây đây đây. Và ST item là list student, chính xác như nhỉ? Name, nó bảo sai cái name này này, ST. Nào, chúng ta thử nhìn xem nó có cái gì sai nào. Như vậy ta có va nhỉ? Chính xác rồi mà có gì sai đâu. ST name st.major nhưng mà nó báo lỗi gì xem nào. GSTL. GSTL for x thì map với for x. Có gì không đúng nhỉ? Các bạn soi xem nào. Có gì nhỉ? Request mapping là for x thì model map này, student này, array list này, ok, new student, rồi gstl for x, đúng rồi, sang đây có trang tên là for for x for, đúng rồi, không biết sai cái gì đâu. C for x và st item bằng list student. List student chính xác chưa, mình vừa copy rồi đúng không? Đó, để nó không bị lỗi. Họ tên st.name, st.major và st.map. Cái nào sai nhỉ? Rồi, trở lại đây. Chưa lưu à? Ấy. Có gì sai nhỉ? Property name not found on type
Not found on time. Thôi, bình tĩnh nha. Giờ ta thử bỏ này đi. Ta bỏ thử bỏ for x này đi xem nó có chạy không đã. À, chạy lại đây. Xem nó có map đúng đã. Rồi, nó mép đây đúng rồi đúng không? Nào, for x. Va này, st. Item list student. Item là list student này. Student.name. Thì bỏ dòng này đi nhé. Sai cái gì? Rồi. Đấy. Như vậy ma do cũng không đúng kiểu. Nó báo là không tìm thấy. Rồi bình tĩnh, bỏ cái này ra một lần nữa. Cho nó báo lỗi nữa. Mình sẽ biết ngay là tại kiểu hay tại gì. Mark not found. Ừ, cũng có thể. Bây giờ thử ghi một cái dòng này nhá, xem nó có đúng không nào. Bạn nên ghi một cái dòng là ví dụ như đô la này là list student. Và điền số 0 ở đây như nào. Xem nó có lấy được không. Thì mình sẽ biết ngay. Đúng không? Bỏ này đi. Bỏ phần này đi. Đấy, lấy chính xác luôn đúng không? À. Student 0 này, chấm ví dụ như chấm name đi. Được không? Thử xem có được không nhé.
Đấy, là chính xác rồi đúng không? Sao cái chỗ này không được nhỉ? Như vậy là chúng ta không hề lấy sai dữ liệu mà chẳng qua là cái cấu trúc như vậy là suy ra là cái chỗ vừa rồi là bị lỗi nhé. À, cái chỗ vừa rồi là bạn là viết lỗi một cái. À đây rồi. Cái này nó phải là đô la. Các bạn quên mất cái dòng này. Không phải đô la là sao nó lấy được. Được chưa? Nó phải là đô la này. Đấy, bây giờ chạy lại đây. Vì ta truy xuất là phải qua cái cấu trúc này mà. Thế nhỉ? Ok, chính xác chưa? Đó, nó đọc ra được rồi. Như vậy đây là thầy vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta gì? Sử dụng cái ZTL và bằng cái cấu trúc vòng lặp for x đúng chưa nhỉ, để chúng ta đọc dữ liệu. Được chưa? Đây thì chúng ta nhớ lại là cái quy trình là một là ta khai báo ở trong cái form chấm xml, khai báo cái gì, khai báo cái dòng này, cái dòng dòng này để ta sử dụng cái ZTL. Thứ hai là bạn viết một cái controller, controller thì ta viết như thế này chẳng hạn. Được chưa? Và ép vào cái list student. Thứ ba là trong cái form của chúng ta là chúng ta phải thêm cái dòng này vào nhé. Sau đó đây là cách chúng ta sử dụng for x này. Ok, thì kết quả nó sẽ ra như thế này nhé. Rồi nó sẽ ra là ngành app xếp loại khá này, ông này xếp loại trung bình này, ông xếp loại giỏi này, chính xác rồi đúng không? Như vậy cách list dữ liệu ra rất là đơn giản. Như vậy đã xong nhé.